Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị, kể từ ngày 26 tháng 5, ở phía Nam đã xảy ra quá trình mưa lớn diện rộng, mưa to đến rất to ở Giang Nam, Nam Trung Quốc, Quý Châu và các nơi khác, kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như dông và gió giật mạnh. Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và các tỉnh khác đã hứng chịu 53 người chết và 23 người mất tích. Tính đến 9 giờ ngày 28, tình hình thiên tai theo tỉnh như sau. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Phúc Kiến, 299.000 người bị ảnh hưởng tại 15 quận thuộc 4 thành phố Tam Minh, Long Nham và Tiền Châu, 43.000 người được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp, 20.000 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, hơn 2.800 ngôi nhà bị sập và 47.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 34.100 ha, trong đó 108.000 ha bị phá hủy, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,06 tỷ nhân dân tệ. Tính đến 9 giờ ngày 28, Ban Nội chính tỉnh đã phân phát 3.000 chăn mền, 800 giường cấp, 4.000 quần áo mùa hè, 200 hộp nến, 700 đèn khẩn cấp và các vật liệu khác. Tam Minh, thành phố Long Nhân và các cấp huyện đã phân phát, đã ban hành các quỹ và vật tư cứu trợ thiên tai với tổng trị giá hơn 10 triệu nhân dân tệ, hơn 5.000 bộ quần áo, 2.000 khăn và mền, 100 lều cứu trợ thiên tai, 100 hộp nến, 100 đèn pin, 400 hộp nước khoáng, 200 hộp bánh mì và các loại vật liệu khác đã được phân phát. Theo báo cáo của Cục Dân Chính tỉnh Giang Tây, 1,166 triệu người tại 29 quận thuộc 6 thành phố gồm Nam Xương, Cảnh Đức Trấn và Cám Châu đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 8 người chết, trong đó có 1 người chết do sét đánh, 2 người chết do sạt lở đất đá trôi vùi lấp, 5 người chết do sập nhà, 3 người mất tích, 138.000 người phải di rời khẩn cấp, 69.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp, 11.000 căn nhà bị hư hỏng nặng, 37.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó 76.000 ha bị phá hủy, thiệt hại kinh tế trực tiếp 1,36 tỷ nhân dân tệ. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai tỉnh Giang Tây và Cục Dân Chính đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp tỉnh cấp 3. Cục Dân Chính tỉnh và Sở Tài chính đã phân bổ 6 triệu nhân dân tệ quỹ trợ cấp thiên tai vào ngày 28. Theo báo cáo của Sở Nội chính tỉnh Hồ Nam, 979.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại 35 quận thuộc 7 thành phố gồm Chu Châu, Thiệu Dương và Sâm Châu, 2 người chết do sạt lở đất và dòng chảy bùn đá, 45.000 người phải di rời khẩn cấp, 19.000 người cần hỗ trợ y tế khẩn cấp, hơn 1.000 nhà bị sập, hơn 4.700 nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 78.300 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 12.000 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,23 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Cục Nội chính tỉnh Quảng Đông, 658.000 người tại 23 quận của 6 thành phố gồm Thanh Viễn, Thiểu Quan, Huệ Châu đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 2 người chết, một trong số đó bị chết đuối, 44.000 người khẩn cấp di rời, tái định cư, 12.000 người cần hỗ trợ đời sống, hơn 200 ngôi nhà bị sập, gần 400 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 29.500 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó mất trắng 3.400 ha, thiệt hại kinh tế trực tiếp lỗ là 790 triệu nhân dân tệ. Theo báo cáo của Cục Dân Chính, Khu Tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây, 396 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa tại 32 quận ở 6 thành phố gồm Bách Sắc, Liễu Châu, Hà Trì với 3 người chết, 2 trong số đó do sập nhà và 1 do đuối nước và 30.000 người được chuyển đi tái định cư khẩn cấp. Hơn 5.500 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, gần 900 ngôi nhà bị sập và hơn 3.400 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 26.700 ha, trong đó 2.200 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 720 triệu nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội chính tỉnh Quý Châu, 266.000 người ở 34 quận huyện trong 9 thành phố quận tự trị bao gồm Lục Bàn Thủy, An Thuận và Tiền Tân Nam đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. 11 người chết, 8 người bị thương và mất tích, gần 4.700 người phải di rời khẩn cấp, hơn 1.000 người cần được hỗ trợ khẩn cấp về đời sống, hơn 300 ngôi nhà bị sập và 11.000 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 10.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 11.000 ha bị hư hỏng, thiệt hại kinh tế trực tiếp
tiếp là 480 triệu nhân dân tệ. Trong số đó, vào lúc 11 giờ 29 phút ngày hôm kia, một trận lở đất do mưa liên tục đã gây ra vụ sập nhà ở quận Vân Nham, thành phố Quý Dương, đến nay đã tìm thấy thi thể của 9 nạn nhân, còn 7 người vẫn đang mất tích. Kính thưa quý vị, vào tháng 5 năm 1982, toàn lưu vực sông Bắc Giang có mưa xối xả kéo dài từ 9 đến 14 ngày, chủ yếu tập trung vào các ngày mùng 10 đến ngày 12, lượng mưa chiếm khoảng 80% tổng lượng mưa. Các trung tâm mưa chủ yếu tập trung ở Quang Dinh, Giang Tun, Trung và Hạ Lưu, Bijang, Jingde, Dadong, Dawan, Heng Sitang và Kuyang Kuyang. Lượng mưa tối đa ở trung tâm là 841mm, chiếm 1/3 tổng lượng mưa hàng năm ở khu vực này. Lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ là 675mm, lượng mưa lớn nhất trong 1 giờ là 122mm, trong đó nhiều nhất là Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông. Tổng lượng mưa trong 10 ngày lên tới 886mm, lượng mưa lớn nhất cục bộ xảy ra vào ngày 12 tháng 5. Lượng mưa tích lũy trong 24 giờ là 640,6mm. Đây là trận mưa lớn hiếm gặp. Mưa xối xả gây lũ lụt ở sông Bắc Giang, sạt lở đất và dòng mảnh vụn thường xảy ra ở khu vực mưa. Theo thống kê sơ bộ, lượng mảnh vụn tích tụ dưới vành đai dòng mảnh vụn trong khu vực mưa bão lên tới 120 triệu mét khối. Mực nước đỉnh lũ đợt này cao, tốc độ dòng chảy lớn, lên xuống dốc, tốc độ dâng cao, tốc độ dâng lớn, thời gian nước dâng cao ngắn. Trận lũ đã làm ngập 132.000 ha đất canh tác, làm sập hơn 60.000 ngôi nhà, có người nói là 160.000 ngôi nhà, ảnh hưởng đến 2,29 triệu người và hơn 570.000 người bị lũ bao vây, trong đó có 493 người chết và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là khoảng 440 người. Năm quận và hàng nghìn ngôi nhà bị ngập lụt, hơn 750 hồ chứa san tang bị cuốn trôi, 201 bờ kè, 138 nhà máy điện nhỏ, 647 cây cầu, 42 tuyến đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại vượt quá 500 triệu nhân dân tệ. Quận Kinh-Quan gần 300 triệu nhân dân tệ. Theo thống kê, khoảng 110.000 ha đất canh tác bị bao phủ bởi bùn cát vàng. Độ dày từ 0,3 đến 2m, có nơi tới 3m. Tháng 5 năm 1982, trong trận lũ lụt ở Thanh Viễn, Ngô Khắc Hoa, khi đó là tư lệnh quân Quảng Châu, đã chỉ huy quân đội tham gia chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Hơn 1.000 người đã được điều động, bao gồm 2 thuyền máy, 20 thuyền đơn, 87 thuyền, 7 xe tăng lội nước và 28 phi vụ máy bay. Kể từ đó, 33 đội y tế từ Quảng Đông đã đến khu vực xảy ra thảm họa để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời dọn dẹp và chôn cất xác người và động vật. Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 5, Ven Jogi, bí thư thứ nhất của tỉnh ủy Quảng Đông và thời điểm đó là Lưu Tian Phu, tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông, đã đến thăm Kinh-Quan. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 31 tháng 5 năm 2021, miền Nam Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng của một dạnh áp thấp, đồng thời xuất hiện nhiều đợt mưa lớn ở nhiều nơi tại Quảng Đông. Cho đến đêm hôm đó, Macau đã bắt đầu chịu ảnh hưởng dần dần của dạnh áp thấp. Cục khí tượng đã đưa ra một thông báo đặc biệt vào lúc 7 giờ 50 phút tối, cho biết rằng sẽ có dông bão ảnh hưởng đến Macau trong 2 giờ tới. Phát tín hiệu cảnh báo dông bão lúc 20 giờ 15 phút, hủy cho đến 11 giờ 45 phút tối. Vào lúc 12 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, một khu vực dông bão khác tiếp cận Macau, thời tiết dần trở nên bất ổn. Cục khí tượng đã đưa ra một cảnh báo dông bão khác vào lúc 12 giờ 35 phút sáng, khi mưa bắt đầu mạnh dần lên. Cục khí tượng đã đưa ra cảnh báo này vào lúc 2 giờ 45 phút sáng. Tín hiệu cảnh báo mưa dông màu vàng, sau đó mưa tăng mạnh. Cục khí tượng đã thay tín hiệu cảnh báo mưa dông màu đỏ lúc 4 giờ 25 phút sáng và đổi tín hiệu cảnh báo mưa dông màu đen đầu tiên của năm vào 35 phút sau đó. Mưa bão năm 2020, tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đen là đầu tiên sau khi sửa đổi tín hiệu cảnh báo. Mưa tập trung chủ yếu ở bán đảo Macau, ba trạm thời tiết Mount Fortress, Maritime Museum và Orchid Harbour Wharf từng ghi nhận lượng mưa vượt quá 100mm trên giờ. Sau đó, trạm thời tiết Mount Fortress ghi nhận tổng lượng mưa cao nhất là 306mm vào lúc 6 giờ sáng. Để đối phó với tình trạng mưa yếu đi, Cục khí tượng đã thay đổi tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ lúc 7 giờ sáng và thay đổi tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng 1 giờ sau đó, đồng thời hủy bỏ tất cả các tín hiệu cảnh báo mưa bão lúc 9 giờ 50 phút sáng và dông bão cảnh báo cũng được đưa ra lúc 10 giờ 10 phút sáng. Do trời mưa xối xả, Cục Giáo dục và Phát triển Thanh niên đã thông báo vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm đó rằng giáo dục trung học cơ sở sẽ tạm dừng vào buổi sáng và các trường tiểu học, mẫu giáo và giáo dục đặc biệt sẽ đóng cửa cả ngày. Vào trưa ngày 1 tháng 6, thời tiết ở Macau lại trở nên bất ổn. Cục khí tượng lại đưa ra cảnh báo dông bão và lại phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 2 giờ 15 phút chiều, 25 phút sau chuyển thành cảnh báo mưa bão màu đỏ.
Để đối phó với tình trạng mưa yếu đi, Cục Khí tượng đã thay đổi tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng lúc 6 giờ 20 phút chiều, nhưng mưa lại tăng cường vào buổi tối và Cục Khí tượng đã thay đổi tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ lúc 9 giờ 15 phút tối. Mưa tập trung ở khu vực các đảo xa. Khi mưa bắt đầu yếu đi, Cục Khí tượng đã thay đổi cảnh báo mưa bão màu vàng lúc 10 giờ 45 phút tối và hủy bỏ tất cả các cảnh báo mưa bão lúc 11 giờ 20 phút tối. Đồng thời, cảnh báo mưa dông cũng bị hủy bỏ lúc 12 giờ 45 phút sáng ngày 2 tháng 6. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Tới cuối video này, mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.